Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Chính phủ Thụy Sĩ không cho phép tập đoàn vũ khí Luag AG tái xuất gần 100 xe tăng Leopard 1A5 đã qua sử dụng đưa tới chiến trường Ukraine. Litva thông báo đã mua 2 bệ phóng tổ hợp phòng không tiên tiến NASAMS của công ty Navy Konberg cho Ukraine, trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ. Hôm 28 tháng 6, lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết, hai tàu khu trục nhỏ của Nga di chuyển ngoài khơi bờ biển phía đông hòn đảo này. Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali, MINUSMA, sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Sau đây là nội dung chi tiết. Bloomberg ngày 28 tháng 6 cho biết chính phủ Thụy Sĩ đã từ chối đề nghị của tập đoàn vũ khí Luag AG về việc tái xuất khẩu 96 xe tăng Leopard 1A5 để chúng được đưa tới chiến trường ở Ukraine, với lý do điều đó đi ngược lại quan điểm trung lập của Thụy Sĩ. Luật pháp hiện hành của Thụy Sĩ không cho phép vũ khí sản xuất hoặc thuộc quyền sở hữu của nước này được chuyển giao cho các quốc gia đang có xung đột vũ trang. Luag AG, có trụ sở ở thành phố Bern, đã mua 96 xe tăng Leopard 1A5 nói trên của Italia cách đây 7 năm. Những chiếc Leopard 1A5 nêu trên vẫn được niêm cất trong kho bãi ở Italia và cần sửa chữa ở Đức trước khi đưa ra chiến trường. Leopard 1 là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên được phát triển cho quân đội Đức kể từ sau Thế chiến II. Hàng ngàn chiếc Leopard 1 đã xuất xưởng từ giữa những năm 1960 đến giữa những năm 1980 và phục vụ quân đội nhiều nước châu Âu. Leopard 1 nặng 42,2 tấn, được trang bị pháo với rãnh xoắn L7A3 105mm, hai súng MG3 hoặc FN-MED, có thể đạt tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động 450 đến 600 km. So với Leopard 2, mẫu Leopard 1 có trọng lượng nhẹ, hỏa lực yếu và khả năng sống sót kém hơn đáng kể. Các nước phương Tây gần đây nỗ lực thu gom những chiếc Leopard 1 đời cũ, rồi đại tu chúng để chuyển giao cho Ukraine. Hồi tháng 2 năm 2023, chính phủ Đức đã cấp phép để các công ty quốc phòng có thể cung cấp cho Ukraine tới 178 xe tăng Leopard 1. Các bệ phóng NASAMS sẽ được chuyển đến Ukraine trong tương lai gần, Tổng thống Litva Gitanas Nausėdas hôm nay thông báo trên Facebook khi ông đang thăm Kiev. Hợp đồng mua bệ phóng được ký ngày 27 tháng 6 giữa Litva, Na Uy và công ty Kongsberg. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas, hợp đồng trị giá 9,8 triệu euro, 10,7 triệu đô la Mỹ và không bao gồm tên lửa. Tổng thống Nazi sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay để thảo luận về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO tháng tới, trong bối cảnh Ukraine tìm cách gia nhập liên minh quân sự này. Hai lãnh đạo cũng sẽ bàn về tư cách thành viên Liên minh châu Âu, EU, của Ukraine và sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Kiev. Litva là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất trong NATO và EU, đồng thời kêu gọi kết nạp Ukraine vào hai tổ chức này. NASAMS sử dụng tên lửa không đối không M120AMAAAM, có tầm bắn khoảng 25-30 km và độ chính xác cao. Tổ hợp này cũng có thể khai hỏa mọi mẫu tên lửa được dùng trên tiêm kích NATO. NASAMS được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp, có thể giúp Ukraine đối phó tốt hơn với đòn không kích, nhất là khi các tiêm kích nước này gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực đánh chặn tên lửa Nga. Theo lực lượng phòng vệ Đài Loan, các tàu chiến Nga được phát hiện đi từ Nam lên Bắc trong vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông, đảo Đài Loan vào lúc 11 giờ tối ngày 27 tháng 6, giờ địa phương. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Đài Loan không cho biết các tàu chiến Nga cách bờ biển đảo Đài Loan bao xa. Trước sự xuất hiện của hai tàu chiến Nga, lực lượng phòng vệ Đài Loan theo dõi sát sao di chuyển của tàu Nga và đặt máy bay, tàu và các hệ thống tên lửa trên bờ trong tình trạng sẵn sàng. Đài Loan liên tục ghi nhận sự hiện diện hàng ngày của các tàu Trung Quốc gần eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tàu chiến Nga được xem là điều bất thường. Hãng thông tấn nhà nước Nga Interfax hôm 27 tháng 6 đưa tin, biệt đội tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến vào biển Philippines sau khi đi qua biển Đông. Interfax cho biết các tàu chiến Nga đang thực hiện các nhiệm vụ như một phần của cuộc diễn tập hải quân, trong đó có tập trận hải chiến, mô phỏng để đẩy lùi một cuộc tấn công tên lửa của kẻ thù từ biển. Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali, MINUSMA, sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Thông tin này được đưa ra trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về một dự thảo nghị quyết cho phép 13.000 binh sĩ của phái bộ rút lui trong vòng 6 tháng sau thời hạn trên. Việc kết thúc MINUSMA đã được lên kế hoạch sau nhiều năm quan hệ giữa Liên Hợp Quốc và chính quyền quân sự của Mali xấu đi. Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm trong tháng này khi Ngoại trưởng Mali, Abdoulaye Lop yêu cầu MINUSMA rời khỏi quốc gia của ông ngay lập tức. Hoạt động của phái bộ cũng đã bị đình trệ do các hạn chế của chính phủ Mali kể từ vào năm 2021. MINUSMA được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dân thường chống lại một cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo, đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Theo bản dự thảo,
MINUSMA sẽ có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 để thực hiện một cuộc rút quân có trật tự và an toàn mà Hội đồng Bảo an sẽ xem xét trước ngày 30 tháng 10. Sau đó, nếu cần, Hội đồng có thể xem xét lịch trình sửa đổi trong cuộc thảo luận với Mali. Các hoạt động của phái bộ sẽ được giảm xuống để cung cấp an ninh cho nhân viên, cơ sở và đoàn xe của Liên Hợp Quốc. MINUSMA sẽ cung cấp dịch vụ sơ tán y tế cho nhân viên Liên Hợp Quốc. Nhưng bản dự thảo cũng sẽ cho phép MINUSMA, cho đến cuối năm, có thể đối phó với các mối đe dọa, bạo lực sắp xảy ra đối với dân thường và góp phần vào việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho chính quyền dân sự lãnh đạo một cách an toàn trong vùng lân cận của họ. Cụ thể về thời gian và địa điểm sẽ được quyết định với sự tham vấn của chính quyền Mali. Nghị quyết do Pháp soạn thảo vẫn đang được thảo luận bởi 15 thành viên hội đồng, nhưng các nhà ngoại giao cho biết dự kiến sẽ không có thay đổi lớn nào trước cuộc bỏ phiếu dự kiến thông qua vào ngày 29 tháng 6. Để được thông qua, nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết của bất kỳ nước thành viên thường trực nào. Người phát ngôn của MINUSMA cho biết, theo quyết định của Hội đồng Bảo an, Liên Hợp Quốc sẵn sàng làm việc với chính quyền Mali về kế hoạch rút lui của MINUSMA. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận nội bộ đang được tiến hành. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.